và hướng nghiệp Skill khởi đầu một hành trình. 1 giờ an ninh thành phố Hồ Chí Minh, 1 giờ 20 phút chương trình văn hóa thành phố. 2 giờ thế giới đối đây Brazil bị quên lãng, 2 giờ 30 phút khám phá hành trình dưới bước chân. 3 giờ du lịch vòng quanh thế giới, châu Âu nhìn từ trên cao. 3 giờ 30 phút chiếu phim truyện Canada, thế giới bị mất phần 3 tập 10. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 12 của Đài Truyền hình Việt Nam. Lời đầu tiên xin được chúc quý vị và các bạn, chúc các em nhỏ một buổi tối Giáng sinh thật vui vẻ. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình thời sự tối nay. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ, phiên họp cuối cùng của năm 2007. Bộ Thông tin và Truyền thông khai mạc hội nghị toàn quốc tổng kết 8 năm thi hành luật báo chí, cả nước có hơn 700 báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình và báo điện tử. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2007. Nghị định 168 của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sắp có hiệu lực. Đảng Quyền lực Nhân dân thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Thái Lan vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, đảng này đã không giành đủ đa số tuyệt đối trong Quốc hội để thành lập chính phủ mới. Không khí đón Giáng sinh tại nhiều nơi trên thế giới với những lời chúc an lành, những thông điệp mang tới tình yêu và sự chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil Ancid Prat đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp thiết thực của Đại sứ Brazil vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều mỗi năm tăng gần gấp đôi so với năm trước và hiện tại đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt là hai nước đã ra tuyên bố chung thúc đẩy hợp tác toàn diện trong chuyến thăm Brazil của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào đầu năm nay đã tạo ra một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và chào mừng Tổng thống Lula da Silva sẽ sang thăm Việt Nam vào đầu năm tới và sẽ tích cực chuẩn bị để chuyến thăm của Tổng thống thành công tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Đại sứ Arsenet Brates cho rằng cả Việt Nam và Brazil đang có rất nhiều cơ hội để hợp tác và bổ trợ cho nhau. Đại sứ cũng cho biết Tổng thống Lula da Silva đang rất nóng lòng thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Thủ tướng Việt Nam đầu tiên tới thăm Brazil và sự kiện này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với quan hệ hợp tác song phương. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Chính phủ đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 12 và đồng thời cũng là phiên họp thường kỳ cuối cùng của năm 2007. Tại phiên họp này, Chính phủ đã tiến hành kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2007, đồng thời đã thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch trong năm 2008. Chính phủ cũng đã thảo luận và cho ý kiến về đề án chống ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2007, tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 8,44%, sấp xỉ mức phấn đấu đặt ra cho năm 2007. Chính phủ đánh giá các chỉ tiêu đạt khá toàn diện. Nhiều chỉ tiêu đạt mức vượt trội, chẳng hạn như xuất khẩu tăng 21,5%, đạt 48,4 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức kỷ lục 20,3 tỷ đô la. Nhìn tổng thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao, công tác xóa đói giảm nghèo. Các mặt văn hóa xã hội đều đạt kết quả tích cực, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những diễn biến và khó khăn khách quan, Chính phủ cũng thừa nhận còn nhiều hạn chế tồn tại trong công tác dự báo, chỉ đạo điều hành, mà nổi lên là vấn đề chỉ số giá tiêu dùng có mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tức 12,63%, nhập siêu lên đến gần 12,5 tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho rằng, trong số những tồn tại hạn chế, yếu kém thì lớn nhất là chưa tận dụng được thời cơ, và do đó những thành tựu của năm 2007 là chưa tương xứng với tiềm năng và cơ hội có được.
thậm chí nhiều lĩnh vực còn thể hiện sự lúng túng và chậm trễ. Nổi lên trong số này là việc kiểm soát giá cả, nhập siêu, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng mới đạt kết quả bước đầu. Điều hành quản lý còn hạn chế yếu kém, chất lượng xây dựng thể chế chưa cao, việc phối hợp kiểm tra đôn đốc thực hiện kỷ cương chưa quyết liệt. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh bức xúc nhiều nhất, yếu tố lớn nhất cản trở tăng trưởng hiện nay chính là vấn đề hạ tầng và nguồn nhân lực. Nếu cái này chúng ta không giải quyết, không tìm được lối ra thì cái tốc độ tăng trưởng không có 9-10 gì đâu, không có 8-9 gì được đâu. Cái hạ tầng thứ hai nữa đó là cái bức xúc nữa là cái nguồn nhân lực. Vừa rồi chúng tôi cũng khởi động đó, thấy rất rõ là bây giờ không đủ nguồn nhân lực cho cái phát triển nhanh này. Cái mà cái chúng ta thấy bức xúc nhưng mà cái lúng túng, cái lối ra, cái hướng đi thế nào đó. Thì cái này tới đây là phải năm 2008 này phải có cái quyết liệt đó. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng công tác chỉ đạo điều hành phải trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ theo những nhóm giải pháp đã được xác định, song cần xác định các trọng tâm để tập trung phấn đấu. Ngoài vấn đề hạ tầng và nguồn nhân lực, các biện pháp cần tập trung cho nhiệm vụ sản xuất, xuất khẩu, xây dựng cơ bản, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng đạt từ 8,5 đến 9%. Bên cạnh đó là các giải pháp kiểm soát lạm phát, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân, cải cách hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến dân, doanh nghiệp và xây dựng cơ bản, công tác phòng chống tham nhũng. Thủ tướng nhấn mạnh mọi giải pháp và công việc phải bắt đầu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2008, năm được xác định là phải tận dụng mọi cơ hội, tiềm năng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra cho đến năm 2010. Đề cập đến đề án chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên chính phủ cũng thể hiện quyết tâm phải có ngay những giải pháp cấp bách cho vấn đề này. Đây là vấn đề của hai thành phố lớn, song nó cũng chính là câu chuyện về vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị, ý thức chấp hành pháp luật, vấn đề chính sách tài chính và đầu tư. Cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng và trung ương. Phát biểu kết luận nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí việc chính phủ phải có một nghị quyết về một số giải pháp từng bước khắc phục ùn tắc giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và cho rằng giải pháp mang tính cốt lõi, cơ bản và lâu dài là giải pháp quy hoạch hạ tầng giao thông. Đó thì tôi đề nghị cái quy hoạch này thông qua sớm, đầu năm 2008 này trong quý 1 này phê duyệt cái quy hoạch. Quy hoạch giao thông thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gắn với quy hoạch giao thông vùng, thì tôi thấy là cái quy hoạch đi liền với cái việc đó là xác định nguồn cơ chế, nguồn vốn cho từng công trình. Tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần như sáng nay mình thảo luận đó, thì coi năm 2008 này đó phải là một năm khởi động mạnh mẽ, thiết thực về các cái công trình hạ tầng, có một chuyển biến thiết thực. Tuy nhiên Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng vấn đề ùn tắc giao thông không thể chỉ trông chờ cho đến khi có hạ tầng giao thông tốt và đầy đủ, hay đơn giản chỉ là chuyển hạ tầng là có thể giải quyết. Vấn đề giao thông và những hệ quả của nó còn phải được giải quyết từ vấn đề ý thức của người dân, vấn đề thực thi và chấp hành pháp luật, và đây là vấn đề phải thực hiện liên tục, lâu dài và kiên trì. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị trước mắt có thể làm ngay một số việc để từng bước giảm ùn tắc giao thông, như tuyên truyền vận động, tổ chức lại giao thông, tăng cường biện pháp cưỡng chế, xử phạt gắn với tăng cường lực lượng phương tiện trang bị cho các lực lượng chuyên trách, khuyến khích phát triển phương tiện vận tải công cộng đi liền với việc giảm phương tiện cá nhân. Hai thành phố cũng lên kế hoạch và danh mục các cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học đưa ra khỏi nội thành, xem xét điều kiện nhập cư vào thành phố, cũng như bố trí các công trình nhà ở, hoạt động thương mại công cộng một cách hợp lý. Cũng trong phiên họp này, chính phủ đã nghe và thảo luận về dự án luật công vụ và dự án luật bảo hiểm y tế. Về dự án luật công vụ, mục tiêu của dự luật là trở thành một công cụ hữu hiệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là cơ sở pháp lý để xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ này và thu hút trọng dụng được nhân tài. Luật cũng hướng đến việc xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Hiện tổng số biên chế cán bộ công chức cả nước không kể cấp xã là gần 1,8 triệu người. Về dự án luật bảo hiểm y tế, việc xây dựng luật này là nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách về bảo hiểm y tế đã được thực hiện trong 15 năm qua, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, từng bước đạt tới sự công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vào ngày hôm nay, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đến kiểm tra tình hình thực hiện cuộc vận động tại Bộ Giao thông Vận tải. Một trong những kết quả được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao trong quá trình triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Bộ Giao thông Vận tải là đã xây dựng được tiêu chí cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên gắn liền với quy định